Bé 8 tháng tuổi suýt chết vì cách xử lý sai của mẹ. Thấy một con bò cánh cam bay vào miệng con trai 8 tháng tuổi, người mẹ này đã dùng tay bỏ vào miệng để lấy ra. Ai ngờ con côn trùng lại chui vào khí quản đã khiến cho bé bị suy hô hấp. Đang chơi cùng một cậu con trai 8 tháng tuổi trong nhà, ba mẹ ở Cần Thơ đã thấy một con bò cánh cam nên tìm cách đuổi nó đi. Không ngờ con côn trùng này lại bay tới và đậu lên tay của bé. Bé trai này liền giơ tay lên và dùng miệng để nuốt lấy con bò. Lúc này con bò cánh cam bay vào miệng bé trai, thấy con họ sặc sụ, người mẹ đã cuống cuồng dùng tay của mình cho vào miệng con để cố gắng móc con côn trùng ra ngoài. Tuy nhiên chỉ lấy ra được một phần xác, xác con bò sau đó chui sâu vào khí quản xuống tới tận Carina, nơi khí quản chia thành hai nhánh đã khiến cho bé trai bị ho, tím tái và có dấu hiệu suy hô hấp. Thấy vậy, người nhà mới tìm cách vỗ lưng cho bé nhưng không có tác dụng nên đã đưa đến bệnh viện thăm khám. Trước tình hình nguy kịch, bác sĩ ở bệnh viện Cần Thơ đã phải đặt ống nội khí quản nhanh chóng chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1. Bác sĩ Nguyễn Phan Nguyên trực tiếp điều trị cho bệnh nhi nói rằng do con bò cánh cứng nằm trong khí quản đến 8 tiếng đồng hồ và đã tiết ra chất làm bặn, đó là một loại axit khiến cho lớp niêm mạc bị bỏng, phù nề và bặn. Các bác sĩ đã mất nhiều giờ đồng hồ để tiến hành gấp xác con côn trùng dài chừng 1,5 đến 2 cm ra ngoài. Hiện bé đang được điều trị nội khoa uống kháng sinh để ổn phổi hơn. Còn theo bác sĩ Nguyễn Thế Huy là phó khoa tai mũi họng, trong hơn 30 năm công tác thì đây mới là lần đầu tiên gặp trường hợp của bé trai 8 tháng tuổi như thế này. Triệu chứng đầu tiên nếu dị vật rơi vào miệng bé chính là ho sặc sụ, sau đó bé sẽ bị tím tái, có những cơn khó thở. Dị vật khi rơi vào miệng trẻ đều phải trải qua thanh môn, sau đó mới xuống được khí quản. Khi dị vật đụng tới thanh môn thì thanh môn sẽ đóng lại khiến cho bé bị ngạt thở. Ngay lúc đó phải tạo ra áp lực dưới phổi bằng cách ấn vùng thượng vị để thanh môn bung ra, tống dị vật ra ngoài. Nếu bị lọt xuống phổi thì bé vẫn thở bình thường nhưng thở khó khăn hơn, nên có những trường hợp dị vật bị bỏ quên từ 3 đến 6 tháng.